Yên và những món đặc sản. Bà chị Hoàng Lam của tôi á mọi người, bà nói với tôi á là trên Phú Yên này nè có cái quán Ba Lạng Gửi. Nói chính xác hơn là quán mẹ của quán Ba Lạng Gửi. Mà tôi đâu có chịu đâu, tôi với bà cãi nhau một trận sanh tử mạng luôn. Cuối cùng thì hai đứa tôi đi kiểm chứng thì ra là có thiệt mọi người ơi. Hai cái quán này là một nè mọi người. Cái bờ Một Nắng Dì Mai là quán mẹ của Ba Lạng Gửi. Cái quán Ba Lạng Gửi là cái quán ở Đà Lạt hôm bữa mình quay đó mọi người. Nó nằm ở 350 Trần Hưng Đạo ngay trung tâm thành phố Tuy Hòa Phú Yên luôn. Hôm nay thì mình cũng kêu khá là nhiều món, nhưng mà không có kêu trùng mấy cái món ở Ba Lạng Gửi ở Đà Lạt. Mình kêu lườn cá ngừ nướng tảng nè, bò nấu lá é, sườn que nướng, rồi bò Một Nắng. Còn cái cá ngừ lúc lắc nữa chứ. Hồi đó giờ chỉ nghe bò lúc lắc thôi, đâu có nghe cá ngừ lúc lắc đâu. Bữa nay kêu thử cho biết. Trước khi ăn mấy cái món kia thì mình nướng cá ngừ trước, tại vì mình sợ một hồi mình ăn không kịp. Bởi vì cái nó tham ăn không bỏ được mà. Vì món cá ngừ lúc lắc lạ quá mình ăn trước. Miếng cá thì to ú nha mọi người, được xào chung với ớt chuông cùng với nước sốt, khá là vừa miệng luôn, đậm đà mà không hề bị ngấy. Khúc này là mình thử cái lườn cá ngừ nướng tảng nè mọi người. Lườn cá ngừ là phần thịt cá chắc thịt, có phần da dẻo mà hình như quán này không có nêm gia vị luôn á. Nếm thử món này là biết ngay cá đó có tươi hay không. Nước sốt của quán thì khá là độc đáo và ngon miệng luôn nha mọi người. Nè he, đây là cái lý do mà tôi mua cái muối kiến nè he. Bò Một Nắng là một trong những món ăn tạo nên thương hiệu và đặc sản của Phú Yên. Thịt bò sau khi làm sạch sẽ được tẩm ướp với gia vị đặc trưng rồi mang ra phơi nắng và sấy khô, cắt thành từng miếng vừa ăn, màu bò vừa chín tái, ăn kèm cùng muối kiến thì chắc thêm chanh là ngon hết sảy luôn. Lúc đầu ăn cái muối kiến còn hơi ngại ngại, ăn xong rồi ghiền. Cái mà tôi đang ăn á mọi người là gỏi bò bóp thấu, gỏi bóp chua ngọt vừa ăn, có cà gót xoài, thịt bò mềm trộn cùng với nhau, ăn kèm với bánh chén hoặc là chấm cùng nước mắm chua ngọt là hết sảy của bà bảy luôn. Kể tới đặc sản Phú Yên thì không quên lá é được. Cái vị của lá é ở đây nó thơm dịu, nước dùng trong, nấu với bò mềm ngọt, đem đến hương vị ngọt thanh, ăn nó kiểu tuyệt vời. Ăn cái nồi lẩu he trong một không gian rộng rãi, có khu ngoài trời thoáng mát, có cả phòng riêng hay trên lầu, view ban công lãng mạn ơi là lãng mạn luôn, thoải mái cho khách du lịch lựa chọn luôn đó mọi người. Không những khách du lịch là mình chọn quán này đâu nha, mà rất là nhiều người địa phương chọn cái quán này luôn. Mà menu quán Dì Mai mọi người lên tới 60 món mà giá lại mềm hơn ở Đà Lạt nữa, nên là đến Phú Yên nhất định phải ghé thử nha. Trước khi mà đặt chân tới Phú Yên á, tôi tìm hiểu phong tục tập quán rồi món ăn ở đây nhiều dữ lắm. Tôi chỉ đường cho mấy ông taxi chạy luôn mà. Mấy ổng tưởng là tôi là người bán địa. Chào đắc ơi, chị Lam ơi, em xin lỗi chị Lam nhiều lắm nha. Vẫn yêu em nha chị.